Nghe xin chào tất cả các bạn thủ đam mê câu cá từ Tổ quốc. Hôm nay tổng lên đây một clip gồm 10 cây câu nha anh em. 10 cây câu này, 10 cây câu rút có 8 cây này là 8 cây ISO. Bên đây là 2 cây cần dạng súp lở nha anh em. Rồi, nếm vô cụ thể từng cây cho em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không đóng clip lên thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây này FT nha mọi người. Một cây ISO này FT, hàng sẵn hai da. Bát là bát Fuji luôn nha mọi người. Hàng ngoại hình còn cực kỳ ok nha. Chất liệu NFT Power Lock. Hàng này là hàng sẵn hai da nha, sẵn hai da mà sẵn tròn. Đó. Cái này nội địa nha. Nội địa nha mọi người. Tem vàng. Hàng này hàng sẵn hai da. Cái này đọt số 3 và 5m3. Đó. Đọt số 3 và 5m3. Phen thì sở hữu và phen là phen ship luôn nha mọi người. Đó. Đây. Phen này đánh thì nó ít thao dây với nó ra cước cực kỳ mượt nha mọi người. Phen ship luôn nha. Bông lưỡng đen xì lì luôn. Thì chất liệu sẵn là chất liệu sẵn hai da. Đây qua cắt. Nó còn xuất sắc li ti nè anh em. Đó, do rút ra rút vô nè. Đó. Xuất li ti nhẹ thôi. Nó không ảnh hưởng gì hết. Quán là hàng sẵn hai da. Đây, lóng này cực kỳ đẹp luôn anh em. Đây, sẵn hai da cực kỳ đẹp luôn nha. Chỉ có lóng số 2 nó bị xước xát một tí thôi. Do rút ra rút vô. Anh em, sẵn lên tới ngọn luôn. Đây, ngọn của quán sẵn hai da nha. Đó. Đây, ngọn quán sẵn hai da. Bù bù xít tôi nha mọi người. Bù xít, phèn xít luôn. Đó, cực kỳ bóng luôn. Nó phèn phù xì luôn. Cây này thì đọt là 1 ly 4. Dài là 5m3. Đọt số 3. Nặng là 270g. Thu gọn là 118cm. Giá công khai là 1.4 triệu nha anh em. Ngoại hình cây này là tầm khoảng 93% nha. Đó. Giá công khai là 1.4 triệu. Cây số 1. Đó, chiên anh em... chiên ISO nha. Đó. Về hạ tay thì cũng rất là êm nha anh em. Đó. Coi này cực kỳ dày nha. Rồi, cây thứ nhất giá là 1.4 triệu nha. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 là một cây cần của Daiwa nha mọi người. Daiwa. Đó. Cây Daiwa này phôi là phôi HZ nha mọi người. Phôi HZ. Bát Daiwa nha mọi người. Bát Daiwa, bát hãng. Thì cây này hàng nội địa nha anh em, mới in Japan. Đó. Mã có đầy đủ nè. Thì cái này đọt số 1 và 5m3. Đó. Phôi HZ nha mọi người. Thì cái này sẽ có định vị phen. Đó. Có định vị phen cho anh em luôn. Đây anh em. Đây. Định vị phen anh em nha anh em. Đó. Có đầy đủ định vị hết luôn. Phen vẫn là dạng phen xích nha mọi người. Phen xích. Định vị. Anh em, phen là phen ship nha. Đó, nguyên bộ, hàng này là hàng nguyên kiện nguyên luôn nha anh em. Không độ chế gì hết. Đó. Ngoại hình cái này còn cực kỳ ok nha mọi người. Đó. Đó. Đây, tôi có định vị luôn nha mọi người. Đó. Định vị phen, định vị lóng đầy đủ hết. Sẵn phôi thì phôi sẵn ít hay da. Đó. Cực kỳ mượt luôn. Độ mới ra tầm khoảng 95% nha. 93-95%. Lóng trong đây là sẵn chìm nha mọi người. Rút kêu kiệt 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 kiệt. Hàng còn cực kỳ ok nha anh em. Đó. Định vị đầy đủ hết. Ngoại hình cực kỳ ok. Đó. Rồi. Giá công khai cây này thì nặng chỉ là 200g thôi. Đọt là 1 ly 1. Thu gọn là 115cm nha anh em. Giá công khai là 1.4 triệu nha anh em. 1.4 triệu một cây tay qua. Hàng nội địa sẵn ít. Đó. Hàng ISO. Đọt số 1 và 5m3 nha mọi người. Đó. Có định vị phen lóng đầy đủ. Rồi giá công khai 1.4 triệu cộng ship nha. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần full hợp. Nó có full sách luôn nha mọi người, có sách luôn. Đó. Thì full hộp túi.
Thì cây này dài 5m5. Đó, dài 5m5, có tổng cộng là 7 lóng, thu gọn là 90 ha, 92 cm. Nặng là 240 g, đọt là 0.09 mm. Gốc là 20.3 mm, độ cứng tầm khoảng 1 đến 3 nha mọi người. Giá cây này nó bán tại Nhật cũng tầm khoảng 6 triệu. Đó. Đây, phun bao nha anh em, bao túi túi nhung luôn. Hàng này hàng bao qua ít nha mọi người. Đó. Đây, Shimano nội địa, tem nội địa đầy đủ. Bát là bát Fuji, bát kẹp FX6. Đó, hàng thì sẵn hai da. Đó. Hàng bao qua ít carbon Shimano. Fan thì fan Fuji nha mọi người, fan Fuji. Đây. Fan này nó hơi vàng tí. Cái này thì em chưa vệ sinh luôn nha mọi người. Bu là bu xít nha mọi người. Đó. Đây xử lý luôn. Thì hàng thì là sắn hai da. Đó. Đây, nó có xước sát li ti nha anh em. Đó. Lóng này có xét đi tiền, mấy lóng trên thì cực kỳ ok nha mọi người. Đó. Sẵn cực kỳ ok luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Lên đây thì nó sẽ sắn chìm nha mọi người. Đó. Đọt nó dạng là đọt long phụng đó nè. Một khúc rỗng, một khúc đặc. Đó. Rồi, giá công khai cây số 3, giá công khai cây số 3 vẫn là 1 triệu tư nha nè, 1 triệu tư cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 em lên cho mọi người là một cây hàng Olympic. Đó, hàng Olympic, cây này của Korea xuất Nhật nha mọi người. Đó, Korea xuất Nhật. Cây này hàng Olympic sắn 2 da, đọt số 2 dài 2, đọt số 2 dài 5m4, đó, carbon sắn 2 da nha mọi người. Độ mới cái này ra tầm khoảng 90%. Bass là bass Fuji. Cây này nặng là 250 g, thu gọn 100 cm, đọt 1 ly 2 nha mọi người. Đây, hàng sắn 2 da. Thì sắn thế này thì bao đẹp nha anh em. Đó, sắn 2 da, sắn ít. Phen bát là phen bát Fuji luôn nha mọi người. Đó. Bán mấy này chịu khó gúp từ từ cho anh em xem. Hàng còn cực kỳ mới nha mọi người. Đó. Khúc trên đây nó sắn chìm nha. Đó, hàng là hàng chất liệu carbon. Đây, sắn tới cái đọt đây. Đọt cũng là đọt carbon nha anh em. Đó. Phen là phen Fuji nha. Đó, phen Fuji. Thì đảm bảo anh em bao lỗi lầm hỏng hóc. Đó. Cho anh em kiểm tra trước thanh toán luôn. Rồi, cây số 4 giá công khai là 900 k nha mọi người. Sắn 2 da. Đọt số 2 dài 5m4. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 một cây hàng thương hiệu của Ryobi nha mọi người, hàng thương hiệu Ryobi. Cây này vẫn là một cây cần sẵn 2 da. Đó. Cây số 5 là một cây đọt số 1 và 5m4. Đó, hàng sẵn 2 da nha mọi người. Sẵn 2 da. Phen là phen xít luôn nha. Đó, phen xít luôn. Bóng lửng luôn anh em. Đó, đọt số 1 và 5m4. Nặng là 180 g, thu gọn 100 cm. Đọt là 0.6 ly, giá công khai là 900 k luôn nha mọi người. Đó. Tem Nhật đầy đủ nha mọi người. Sắn hay da nha. Đây. Lõm trong còn rất là mới anh em, sắn hay da, cực kỳ đẹp luôn. Anh em về hạ tay cũng rất là đẹp. Hạ tay mấy cái này ổn lắm. Nó sang fan là fan ship luôn. Bộ fan này cũng lụm tiền đó anh em. Sáng cực kỳ đẹp nha mọi người. Thì ở trên đây là sáng chìm nha mọi người, sáng chìm cũng carbon cực kỳ ok luôn. Thì đọt nó vẫn là đọt long phụng nha anh em, khúc rỗng khúc đặc. Rồi, giá công khai cây số 5 giá 900 k nha mọi người. Cây số 5 giá 900 k, hàng cực kỳ ok, hàng hai da. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây Shimax. Cây này của Korea xuất Nhật nha mọi người. Đó.
Thì cái này em lấy từ thị trường Nhật về nha, đảm bảo đến 100% với anh em luôn. Đó. Cái này một cây carbon hàng ISO. Đó, đọt số 2 và 5m4. Bass Fuji, fan là fan Fuji luôn em ơi, Bass Fuji, fan Fuji. Thì cái này nặng là 290g, thu gọn là 100cm. Đọt là 1 ly 5 nha anh em. Cái này đảm bảo cho anh em ngoại hình tầm khoảng 95%. À, cực kỳ còn mới luôn, anh em thấy không? Độ xước sát nó gấp ít đây. Đó. Độ xước sát cực kỳ ít nha mọi người. Đó. Ngoại hình cái này ra tầm khoảng 95% nha, còn rất là mới luôn nha mọi người. Hàng ISO, cây Korea xuất Nhật. Đọc ra đây. Đọc ra đọc carbon nha nè, đọc carbon. Bộ ok hết. Cái này nguyên zin nguyên kiện nha mọi người, fan bass Fuji. Đọc số 2 và 5m4. Rồi, giá công khai cây số 6 là 700k nha mọi người. À, cực kỳ mới nha, tem xuất Nhật đầy đủ nha. Rồi, giá công khai là 700k cây số 6. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây hàng nội địa Nhật nha mọi người. Cây hàng nội địa. Cây số 7 là một cây hàng của Senwa. Đó, Senwa. Nội địa nha mọi người. Cây này đọt số 3 và 5m4. Đọt số 3 và 5m4. Fan bass là fan bass Fuji đầy đủ nha. Đó. Đây, tem xuất đó mất tiêu. Anh em, tem xuất nội địa đầy đủ nha, tem nội địa nha. Đó. Thì cái này và nặng là 260g, thu gọn 100cm. Đọt là 1 ly 6. Thì chất liệu là chất liệu carbon sắn chìm nha anh em, carbon sắn. Anh em có thấy. Thì ngoại hình cái này nó có xước sát TT nè, đó, xước TT tí nha anh em. Thì fan bass vẫn là fan bass Fuji. Thì đầu bu này nó đi từ Nhật về, em chả thấy không đóng chữ chắc đầu bu này hãng nha mọi người, đó. Fan là fan Fuji nha mọi người, đó. Thì cần sao thì báo quậy thôi. À, hàng sắn chìm cực kỳ ok nha, nó có xước sát TT. Cái này đòi địa cái phôi cực kỳ ok nha mọi người. Hàng nội địa thì cái phôi khỏi chê rồi. Sắn chìm nha, carbon sắn chìm. Đọt quá là đọt carbon nha anh em. Sắn tới ngọn luôn. Liệu bằng chất liệu carbon. Đọt cái này là 1 ly 5. À, giá công khai cây số 6. Giá công khai là 600k nha mọi người. Đó. À, cây số 7 giá công khai là 600k nha. À, cây số 7 giá công khai là 600k. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 vẫn là một cây ISO nha mọi người. Cây số 8 nó vẫn là một cây ISO. Cây ISO này là một cây ISO Daiwa. Đó. Thì ngoại hình có xuất sắc nha mọi người. Đó. Cây ISO Daiwa này fan bass Fuji đầy đủ nha mọi người. Cái này sản xuất tại Việt Nam. Đây, hàng Việt Nam sản xuất xuất Nhật đây, mà có đầy đủ nha. Cái này đọt số 3, dài cũng 5m3 luôn. À, đọt số 3 dài 5m3. Thì ISO. Ngoại hình có xuất sắc LT, bass là bass Fuji. Fan là fan Fuji luôn nha mọi người, fan là fan Fuji luôn. Đó. Đây nè, đóng chữ Fuji đủ nha anh em. Bộ này được thay nha mọi người, bộ này được thay rồi. Đó, nhìn là biết được thay rồi. Thì cái này có xuất sắc dâm đi ti nha anh em. Bữa anh em hạ cần tay cũng đánh cực kỳ ok nha. Đó, xuất dâm một số điểm đi ti đây. Đó. Đóng trên đây thì ok. Đó. Đóng trên đây thì cực còn cực kỳ mới nha. Hàng cực kỳ mới nha anh em, hàng sắn carbon nha anh em, carbon sắn nổi nha. Giờ cộm tay luôn á. Đây nè, mình có thấy. Đây, đó, sắn gõ gạch luôn nha anh em. Thì đọt thì quẩn sắn carbon, đó, chất liệu là chất liệu carbon. Đó. Cái này nặng là 280g. À, thu gọn là 100cm, đọt là 1 ly 4, đọt số 3, dài 5m3, giá công khai là 600k nha mọi người, 600k cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây hai cây cần rút, rồi ship lỡ.
Cái này là một cây cần của Đài Hoa nha anh em, hàng Đài Hoa. Đó. Cái này là một cây Đài Hoa của Việt Nam xuất thị trường Nhật. Cây này dài cứng 20 dài. Cây này 20 dài 6, dài 3m6 nha mọi người, 20 3m6. Cây này dài 3m6, thu gọn 102 cm, có tổng cộng là 4 lóng. Nặng là 340 g, đọt là 2 ly 3. Cái này gốc là 22 ly nha anh em, đó, 22. Thành phần carbon là lên mã code đầy đủ nha anh em. Cái này còn túi. Còn túi nha mọi người, còn túi còn hộp luôn. Cái này ngoại hình nó ra tầm khoảng 95% nha mọi người, cực kỳ mới luôn. Gốc ở đây. Đó. Liberty look gì đó. Súp. Đó. T20 36. Hàng màu bạc nha anh em, cực kỳ ok đẹp luôn. Cái này em lấy từ thị trường Nhật về nha, Fanbat Fuji. Fanbat tập Fanbat Fuji nha mọi người. Chất liệu và chất liệu carbon. Đây, fan là fan Fuji luôn nha mọi người. Đó. Fan là fan Fuji luôn nha. Đóng chữ đàng rõ ràng nha anh em. Đó. Bu là bu Fuji luôn. Đó, đóng chữ F đây, đó. Thì ngoại hình cái này nó ra tầm khoảng 95% nha anh em. Đây, carbon sánh dòng đây. Đó, rút ra là kêu gạt 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 liền. Anh em thấy không? Carbon sánh vòng. Hàng còn cực kỳ mới anh em, giờ tầm khoảng 95% á. Xem đi, hàng trưng bày luôn nhé mọi người. Cây này so độ cứng cần 2 khúc nó ra tầm khoảng 50 nha mọi người. So với độ cứng cầm 2 khúc thì cây này ra tầm khoảng 50. Thì cái này chia cho anh em câu tra chép, câu lăn xê đều rất là ok nha mọi người. Đó. Câu tra chép lăn xê đánh chê. À, còn rất là ok nha. Đó. Rồi, giá công khai cây số 9, giá công khai là đây, hàng Việt Nam xuất Nhật đây. Đó, giá công khai cây số 9, giá công khai là 900k nha mọi người. Đó. Full hợp sách nha, còn các bạn mới luôn. Rồi, tiếp theo cây số 10, cây cuối cùng. Cây số 10 em lên cho mọi người là một cây cần của Suzumi. Đó, cây cần Suzumi, cây này hàng China xuất Nhật. Cây này 15-3m, bát thường, phen thường luôn. Bát thường, phen thường. Thì chất liệu cái này vẫn là chất liệu carbon nha mọi người. Đó, carbon gold. Đó. Thì cái này nặng là chỉ có 230g thôi. Thu gọn là 73cm. Giờ tầm khoảng 3 gang tay nha mọi người. Đọt là 2 ly. Đó, giá công khai là 300k. Ngoại hình còn cực kỳ ok nha anh em. Phen thường, bát thường. Chất liệu là chất liệu carbon. Còn cực kỳ đẹp nha anh em. Đọt là 2 ly 3. Rơi cứng rồi tầm khoảng 50 nha. Anh em câu tra chép đến lăng xê lấy con này đánh cực kỳ ok nha mọi người. Đọt đây. Test cho anh em luôn. Rồi, giá công khai cái số 10. Giá công khai là 300k nha mọi người. Rồi, đó tổng cộng 10 cái càng em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ok nào có thể chốt để em số điện thoại. Em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.